Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì anh em thợ xây bây giờ đang là tiến hành các công việc tại công trình. Rồi, chào các bác nha. Chào các bác nha. Bác đang làm gì đây? Bác đang chắt tường à? Công trình thì đang vá lại, hôm nào chắt để lại đây vá thế rồi. Và chào anh nhá. Chào anh nhá. Bác đang làm gì đó bác? Tu và ốp lát. À ốp lát. Ở đây là ốp lát vệ sinh phải không? À, bác có nghe tình hình là hôm nay là đang bầu cử Mỹ không bác? Có nghe sơ sơ rồi. Và tình hình nay đang bầu cử Mỹ giữa lại ông Donald Trump và ông Joe Biden. Đấy. Thì bác mong muốn là ông nào sẽ trúng cử tổng thống Mỹ tiếp theo? Tôi thì mong muốn là ông Donald Trump phải trúng cử. Và bác rất mong muốn ông Donald Trump đúng không? Thế và bác muốn ai được trúng cử tổng thống Mỹ? Tổng Mỹ tôi nghĩ là ông Donald Trump làm thì thế giới có nhờ hơn. Và được lợi hơn. Và dịch Covid vừa rồi nó chỉ là một tai nạn đầu đỏ thôi. Và rõ ràng dịch Covid vừa rồi là nước Mỹ cũng không chịu nhiều tổn thất. Nhưng mà không riêng gì nước Mỹ mà nhiều các nước khác. Và nhưng mà theo thực tế hiện nay thì thưa quý vị các bạn là hiện nay là Donald Trump vừa rồi là đang bị dẫn trước rồi. Hiện nay Donald Trump đang bị Joe Biden dẫn trước. Tỷ số đang là 264 phiếu cho Joe Biden và 214 phiếu cho Donald Trump. Và hiện nay là chỉ còn 6 bang đang kiểm phiếu còn lại thôi. Nếu như mà ông Donald Trump không thể thắng tại 6 bang này thì chắc chắn là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ là một người mới, tức là ông Joe Biden đấy các bạn ạ. Đấy. Nhưng rất hy vọng là trận đấu hiện nay đang căng thẳng như là trận đấu giữa Manchester và Bayern Munich chung kết Champions League năm 99. Bayern Munich đang dẫn 1-0 đến phút thứ 89. Liệu là có một cuộc lật ngược của ông Donald Trump để đem lại vị thế giữ được cái chức ghế tổng thống Mỹ cũng như là lãnh đạo Nhà Trắng hay không? Anh có mong anh có tin tưởng niềm tin là Donald Trump sẽ lật ngược tình thế. À anh vẫn tin tưởng là Donald Trump sẽ lật ngược tình thế đúng không ạ? Và rất hy vọng và cũng rất là mong Donald Trump sẽ lật ngược tình thế để tiếp tục dẫn dắt nước Mỹ các bạn ạ. Thế còn bác có tin tưởng là Donald Trump sẽ lật ngược được không? Cũng khó đấy, vậy bây giờ là còn 5 bang thôi mà 5 bang này coi như phải thắng gần như thắng hết thì mới được. Còn hơn 40 bang đã kiểm là coi như hiện tại là ông Joe Biden đang dẫn trước đấy. Khi bỏ bầu cử này thì đến phút chót. Đúng vậy, kết quả bầu cử phải phút chót mới biết được, rất là khó phán đoán các bạn. Rất kịch tính, những ngày vừa rồi rất kịch tính, liên tục đảo chiều đấy, lúc người thu hẹp khoảng cách rồi nới rộng khoảng cách liên tục. Có những lúc mà ông Joe Biden đã dẫn trước khoảng gần hàng trăm phiếu, nhưng hiện tại thì ông Trump cũng đang được thu hẹp khoảng cách lại. Đấy, và hiện nay là còn 5 bang, trong đó có mấy bang chiến trường đấy. Thì rất là căng thẳng kịch tính các bạn ạ. Theo đánh giá của chúng tôi thì là có thể là cái bang Nevada là cái bang có thể quyết định. Còn 4 bang còn lại là khả năng là ông Donald Trump ông sẽ chiếm ưu thế thôi, vì những bang này khá là ủng hộ Donald Trump cũng như là Đảng Cộng hòa. Và mặc dù là anh em là bên thợ xây dựng nhưng mà vẫn là rất quan tâm đến lại đời sống chính trị các bạn ạ. Đấy, vẫn là quan tâm đọc báo đài đấy. Không hề bỏ qua. Rồi các bạn ủng hộ ai làm tổng thống nước Mỹ và cũng như là hy vọng và tin tưởng ai làm tổng thống Mỹ, các bạn để lại bình luận dưới video này nhá. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn.